Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 866. Lâm Minh căng thẳng, lập tức rời mắt đi. Thật đáng sợ, võ thần đúng là võ thần. Lâm Minh hơi thở dốc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh từng đối đầu với Thương Lan võ thần. Khí chất của võ thần vô cùng đáng sợ, đủ để lặng lẽ hóa giải khí thế của anh, khiến anh không thể xuất chiêu. Bây giờ gặp Thái Thiên võ thần, dường như khí thế của ông ta còn lạnh lùng đáng sợ hơn cả Thương Lan võ thần. Thái Thiên võ thần quan sát Lâm Minh một hồi, lại nhìn người bên cạnh Lâm Minh, cảm thấy không có gì lạ, sau đó rời ánh mắt đi. Bái kiến Thái Thiên võ thần, tiếng hô vang lên như sóng biển. Lúc này, người ở phủ Thương Lan quỳ xuống làm lễ, bày tỏ tôn kính. Thái Thiên, đã lâu không gặp. Thương Lan võ thần bình thản lên tiếng, sau đó đưa tay về phía ghế lưu ly. Mời ngồi. Chuyến đi đến Long Tâm Thành, cảm thấy thật nhàm chán. Vừa khéo gặp lúc Long Cung khởi động, nên tôi đến đây để giải sầu. Thái Thiên võ thần thản nhiên nói, sau đó bước nhanh về phía ghế lưu ly. Tiếng va chạm của giáp sắt bảy màu vang lên theo từng bước đi của ông ta, chứa đựng sức mạnh sâu dày, khiến người nghe run rẩy. Hai võ thần ngồi cùng với nhau. Khí thế này khiến nhiều người tu vi không đủ phải tránh khỏi đó. Người còn lại cũng cảm thấy áp lực gấp đôi, cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. Người mất hết tu vi như Tiểu Ngọc thì quỳ rạp dưới đất, cơ thể run rẩy, không đứng lên nổi. Gương mặt ông ta trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy dọc theo gò má, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Tiểu Ngọc, Ngự Bích Hồng sửng sốt, đang định giúp đỡ thì thấy Lâm Minh đâm kim vào gần cổ ông ta. Lúc này, Tiểu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Cảm ơn Minh Chủ. Tiểu Ngọc mỉm cười, nhưng sắc mặt vẫn trắng đến dọa người. Khí thế của võ thần không phải bọn họ cố tình để lộ, mà là tự động hình thành khi cảnh giới đạt tới độ cao nhất định. Các ông không thể kháng cự, cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hai người lặng lẽ gật đầu nhìn qua hiện trường, nhiều người cũng giống như Tiểu Ngọc. Chẳng trách thất đại võ thần lại được xưng là thần ở long mạch dưới lòng đất. Riêng khí chất này đã khiến người khác không thể chịu được. Nếu thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ chấn động đất trời, quỷ la, thần khóc. Lâm Minh lặng lẽ quan sát Thái Thiên võ thần. Người của thế gia cầm kiếm cũng ở đây. Hơn nữa, đứng ở sau lưng Thái Thiên võ thần. Điều bất ngờ là cầm kiếm nữ cũng nằm trong đó. Thái Thiên, chuyến đi đến Long Cung lần này, ông không còn ai để phái đi sao? Thương Lan võ thần liếc nhìn Thái Thiên võ thần, thản nhiên hỏi. Phái hai người đi cho vui. Võ nhị võ tam. Ngoài ra, còn có con gái của người phụ thuộc tự nguyện đi, tổng cộng là ba người. Thái Thiên võ thần nói. Con gái của người phụ thuộc. Thương Lan võ thần nhíu mày, cầm họa phiêu bạc trừng mắt nhìn cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ đang thất thần, được người bên cạnh nhắc nhở mới đi tới trước, hành lễ với Thương Lan võ thần. Tôi là cầm kiếm nữ, bái kiến cao nhân. Thương Lan võ thần liếc nhìn cầm kiếm nữ, khẽ gật đầu. Thiên phú không tệ, căn cốt rất tốt, cũng xem như một hạt giống tốt. Nếu lần này cô ta có thể vượt qua tầng 4 của Long Cung, tôi có thể suy nghĩ nhận cô ta làm đồ đệ. Thái Thiên võ thần nói. Dứt lời, mọi người đều xôn xao, người của thế gia cầm kiếm vô cùng kích động. Con còn ngây ra đó làm gì, mau quỳ xuống cảm tạ ân sư. Cầm họa phiêu bạt kích động đến đỏ mặt, vội nói. Nhưng cầm kiếm nữ lại do dự, không lập tức quỳ xuống. Cảnh này xuất hiện, đám người đang xôn xao lại trở nên im lặng. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, không tin được nhìn cầm kiếm nữ. Người bên phía Thương Lan võ thần cũng kinh ngạc. Trên đời còn có những người không biết điều như vậy sao? Tuy tầng 4 Long Cung rất khó, không phải người bình thường có thể vào được, nhưng được Thái Thiên võ thần chọn chúng, sao có thể là người tầm thường? Bây giờ, Thái Thiên võ thần đã quang cảnh ô lưu. Nếu không đáp lời, không những mất đi cơ hội tốt mà còn là tát vào mặt Thái Thiên võ thần trước mặt mọi người. Đây không phải là muốn chết hay sao? Quả nhiên, vẻ mặt thờ ơ của Thái Thiên võ thần xuất hiện vẻ lập tức khó có thể phát hiện. Thái Thiên, xem ra người ta không đồng ý với ông. Thương Lan võ thần nhếch khóe miệng, đầy hứng thú nói. Còn nhóc chết tiệt, ơn đức như vậy mà mày không biết trân trọng, mày muốn chọc tức bố à? Cầm họa phiêu bạc tức đến mức cả người run lên, chỉ muốn rút kiếm chém chết cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ lại không phản ứng gì, cô ta mấp máy môi, chắp tay hành lễ. Ơn đức của võ thần đại nhân, sao cầm kiếm nữ có thể phớt lờ? Nhưng Long Cung tầng 4 không hề dễ, đợi cầm kiếm nữ qua được Long Cung tầng 4 rồi mới bái tạ ân sư. Nếu bây giờ mà bái thì chẳng phải là tự đại lắm sao? Lời này cũng có lý,
Thái Thiên Võ Thần cũng nói phải qua Long Cung tầng 4, giờ mà bái thì ra cái gì? Tuy Thái Thiên Võ Thần không vui, nhưng nghe Cẩm Kiếm Nữ nói như vậy cũng đành thôi. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Người này không cần Thái Thiên Võ Thần hao tâm nữa đâu, để nhà Thương Lan chúng tôi thu nhận là được rồi. Giọng nói đó vừa vang lên, một bóng người bay từ long khẩu vào, giống như tia chớp bay đến trước mặt cửa lớn Long Cung. Người người kinh ngạc nhìn sang, ai dám to gan như vậy, bỏ qua mặt mũi của Thái Thiên Võ Thần trước mặt mọi người. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ người đó thì đều im lặng. Trước cửa Long Cung có một người đàn ông tuấn tú, mặc kiếm phục màu xanh lam, vóc người thẳng tắp, đầy phóng khoáng. Người đó cầm trường kiếm, mắt kiếm mày sao, ánh mắt lạnh lùng, giống như một thanh kiếm vừa mới ra đời, đứng thẳng tại chỗ, triển lộ sự sắc bén. Tuy khí chất không bằng Võ Thần, nhưng thoáng có ý cạnh tranh. Cậu cả, người của phủ Thương Lan phấn khích, chắp tay chào. Bái kiến cậu cả. Hóa ra, người qua mặt Võ Thần trước đám đông lại là con trai trưởng của Thương Lan Võ Thần, Thương Lan Thiên Tuyệt. Lâm Minh nhíu mày, anh từng nghe nói tới người này, thì tin tức không nhiều nhưng người của Long Tâm Thành đều biết đây là người mạnh nhất dưới Võ Thần. Cũng là tồn tại có thực lực mạnh nhất trong số những người kế vị Võ Thần, ngay cả Ám Minh Nguyệt cũng không thể tranh ngôi với hắn. Thiên Tuyệt, đừng vô lễ. Thương Lan Võ Thần lên tiếng, mặc dù là lời của trách nhưng không hề có ý trách móc, ngược lại có chút tự hào trong giọng nói. Dù gì, Thương Lan Thiên Tuyệt cũng là người kế vị mà ông ta đã chọn sẵn. Hơn nữa, Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không làm ông ta thất vọng, tuổi trẻ đã có thực lực như vậy, bước vào cảnh giới Võ Thần chỉ là chuyện sớm muộn. Bố, không phải con trai vô lễ, mà là người này có chút chất linh kiếm, chính là thể chất con cần, cộng thêm thiên phú siêu phàm, nhan sắc tuyệt đỉnh, và làm vợ con cũng không xấu mặt Thương Lan. Nếu con hợp tu với người này, công pháp chắc chắn sẽ tiến bộ thêm. Thương Lan Thiên Tuyệt bình tĩnh nói. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên, người của thế gia Cầm Kiếm cũng kích động. Bọn họ không ngờ Cầm Kiếm Nữ lại đắt giá như vậy, được hai vị võ thần tranh giành. Cái gì? Con gái của tôi lại có thể chất của Linh Kiếm ư? Cẩm Họa Phiêu Bảo cực kỳ kinh ngạc. Các người không biết sao? Nghĩ cũng phải, đám sâu kiến các người thấp hèn như cỏ rác ấy, đương nhiên là không đủ tuệ nhãn, sao có thể phân biệt được trâu ngồng? Thương Lan Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Mặc dù hắn muốn cưới Cẩm Kiếm Nữ, nhưng trong nhận thức của hắn, chuyện nào ra chuyện đó. Cầm Kiếm Nữ có thể gả làm vợ hắn là may mắn của Cầm Kiếm Nữ, thế gia Cầm Kiếm thì vẫn là thế tộc thấp hèn vô dụng trong mắt hắn. Người của thế gia Cầm Kiếm nghe thấy đều cúi đầu, đừng nói là trả đũa, có tức cũng không dám nói. Cầm Kiếm Nữ siết chặt kiếm, ánh mắt lóe lên sự âm u lạnh lẽo, nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt lại phớt lờ. Thể chất linh kiếm là cái quái gì? Tiểu Ngọc không hiểu lên tiếng. Hình như tôi có nghe qua thể chất này, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì cũng không rõ. Ngự Bích Hồng lắc đầu. Có thể chất độc đặc biệt tăng cường sức mạnh phi thăng, vô cùng hiếm có. Hơn nữa còn nghe che giấu rất sâu. Nếu là người không thể hiểu gì về thể chất này thì không thể nhận biết được đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Minh chủ, cậu biết thể chất này sao? Hai người đồng thời nhìn sang Lâm Minh. Đương nhiên là biết. Hơn nữa tôi cũng đã nhìn ra Cầm Kiếm Nữ có thể chất này. Vậy vì sao cậu không bắt Cầm Kiếm Nữ? Tiểu Ngọc gần như buột miệng nói. Lâm Minh nghe thấy vậy, không khỏi câm nín. Tôi bắt ư? Không thì sao? Tử Ngọc hơi mất kiên nhẫn. Tôi thấy cô Cầm Kiếm cũng không phản cảm với cậu. Còn nhiều lần giúp cậu, nếu cậu muốn, chắc chắn cô ta cũng không phản đối. Lâm Minh nhất thời nghẹn lời, sau đó thở dài nói. Tôi có gia đình rồi. Huống hồ, cô Cầm Kiếm chưa từng đề cập chuyện đó với tôi. Sao tôi có thể làm chuyện tùy tiện được? Hơn nữa, thể chất linh kiếm có thể tăng cường khí thế của sức mạnh phi thăng. Có ích với người tu kiếm, nhưng lợi ích có được cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Vậy ít nhiều cũng xem như có ích, chẳng lẽ cậu lại trơ mắt để Thương Lan Thiên Tuyệt chiếm lợi ích đó sao? Tiểu Ngọc lẩm bẩm. Ngự Bích Hồng cũng nhìn Lâm Minh với vẻ mặt kỳ quái, không nói gì. Lâm Minh lắc đầu. Các người không cần lo lắng, Cầm Kiếm Nữ sẽ không đồng ý đâu, tôi hiểu tính của cô ta. Không đồng ý? Hai người sững sờ, nhưng bọn họ chưa kịp hỏi thêm, Cầm Kiếm Nữ đã lên tiếng, giọng nói rõ ràng mà kiên định. Vừa rồi, cậu Thương Lan sỉ nhục gia tộc tôi đấy sao? Cô ta dứt lời, cả hiện trường im lặng. Thương Lan Thiên Tuyệt nhíu mày nhìn về phía Cầm Kiếm Nữ. Tôi chỉ nói thật, cô có ý kiến gì sao? Trước mặt cậu cả Thương Lan, thế gia Cầm Kiếm chúng tôi quả thật giống như sâu kiến, hèn mọn nực cười, đây là sự thật. Biết thì tốt, Thương Lan Thiên Tuyệt nói. Nhưng Cầm Kiếm Nữ cũng có lời thật lòng muốn nói. Nói, tôi không hề có ý với cậu cả Thương Lan.
Cầm kiếm nữ bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, không khí cũng ngừng đọng, mọi người mở to mắt, trong mắt lồi ra, ai cũng sợ đến mức ngây người. Hiện trường không nghe thấy tiếng hít thở, thậm chí cả tiếng tim đập cũng không. Cảnh tượng đáng sợ quỷ dị, nhất là thấy Sa cầm kiếm, đầu óc ai cũng trống rỗng. Ai chả? Cô cả nhà tôi ơi! Ây, cô rốt cuộc bị làm sao đấy? Quản gia của Thế Gia Cầm Kiếm không ngồi yên được nữa, quỳ xuống khóc lóc. Lúc này, người của Thế Gia Cầm Kiếm mới tỉnh táo, giống như ong vỡ tổ. Tỉnh Nhi à, cô muốn hại cả Thế Gia Cầm Kiếm chúng ta sao? Sao con dám nói lời vô lễ với cậu cả Thương Lan như vậy? Con đúng là đại nghịch bất đạo, con đúng là vô pháp vô thiên. Cầm Họa Phiêu Bạc, Cầm Họa Hải và những người khác kinh hãi, vội vàng quỳ xuống. Cậu Thương Lan, con gái tôi ăn nói hồ đồ, không biết phép tắc, không biết uy phong của cậu, mong cậu đừng so đo. Tôi sẽ dặn dạy lại con gái nghiêm túc, hôm khác sẽ đưa vào phủ để cậu dạy dỗ. Cầm Họa Phiêu Bạc vội nói. Không cần. Thương Lan Thiên Tuyệt mỉm cười, vẻ mặt hờ hững. Tôi không thích cưỡng ép, nếu cô gái này không có lòng với tôi cũng không cưỡng cầu. Hôm nay cô ta từ chối tôi trước mặt mọi người, làm tổn hại mặt mũi của tôi cũng không sao, nhưng hại bố tôi và dòng họ Thương Lan mất mặt thì không thể bỏ qua, cô hãy cẩn thận đấy. Nói xong, Thương Lan Thiên Tuyệt quay người đi về phía Thương Lan Võ Thần, đứng ở một bên, nhắm mắt, dưỡng thần. Người của Thế Gia Cầm Kiếm nghe vậy, lập tức gào khóc. Không biết điều, ý mình có chút nhan sắc, có thể chất linh kiếm là dám ăn nói ngông cuồng đấy. Cậu cả Thương Lan coi trọng cô là phúc tám đời của cô, dám không trân trọng. Cô ta vô lễ với Thái Thiên Võ Thần đại nhân, xong lại còn sỉ nhục cả Thương Lan trước mặt mọi người nữa. Đúng là đáng ghét. Loại người này nên bán vào nhà chứa, chịu đủ dày vò, rút gân lột da, băm thành thịt vụn ấy. Cô ta không được chết tử tế đâu. Người xung quanh tranh nhau mắng mỏ, oán độc chửi rủa Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm Nữ mặt mày tái nhợt, mím chặt môi, không nói câu nào. Tiếng mắng chửi xung quanh càng lúc càng dữ dội. Hai vị võ thần đều không quan tâm, nghe xong thì mặc kệ. Cầm Kiếm Nữ không chịu nổi áp lực, chỉ đành lặng lẽ quay người, không quan tâm bọn họ nữa. Đúng lúc đó, một tiếng nói hở hững vang lên. Một đám định hót hèn nhát mà có mặt mũi chỉ trích người trung thành cao quý sao? Câu nói vừa cất lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu Ngọc và Ngự Bích Hồng cũng ngạc nhiên, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Lâm Minh vẫn luôn khoanh chân ngồi đó, chợt nghiêm mặt, đứng dậy đi ra khỏi đám đông. Ồ... Kỳ Thanh Bạch ở không xa, mở mắt nhìn Lâm Minh. Tàn huyết đao nữ mị mộng cũng có vẻ bất ngờ. Cô ta ở bên quan sát, cảm thấy rất khâm phục Cầm Kiếm Nữ. Có thể từ chối Thương Lan Thiên Tuyệt trước mặt mọi người, phải cần biết bao nhiêu dũng khí. Đổi lại là cô ta chưa chắc đã dám từ chối ngay trước mặt. Dù sao, cô ta cũng hiểu con người Thương Lan Thiên Tuyệt. Người này thiên phú cực cao, ngộ tính phi phàm, nhưng tính tình hẹp hòi. Đắc tội với hắn thì chắc chắn sẽ bị ghi thù, sau này không được yên ổn. Cầm Kiếm Nữ đã trở thành mục tiêu công kích, còn ai dám ra mặt thay cô ta? Đó chẳng phải muốn tát vào mặt của hai vị võ thần hay sao? Còn có người không sợ chết như vậy à? Mị Mộng nhoẻn miệng, quan sát Lâm Minh với ánh mắt đầy hứng thú. Lâm Minh đi thong thả đến trước mặt mọi người. Cầm Kiếm Nữ nghi hoặc nhìn Lâm Minh, tuy không biết người này nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Hai vị võ thần cũng nhìn sang phía anh. Cậu là ai? Sao dám buông lời ngông cuồng sỉ nhục chúng tôi? Trong đám đông, một tu sĩ nổi giận chỉ vào Lâm Minh giảm mắng. Con chó nhà mày, mày dám nói bọn tao nịnh nọt hèn nhát à? Mày muốn chết sao? Chẳng lẽ không phải? Lâm Minh không hề khách sáo đáp lại, nhìn chăm chăm người kia, nói. Người ta có gả cho Thương Lan Thiên Tuyệt hay không là do tự do của người ta quyết định. Không thích Thương Lan Thiên Tuyệt thì không cưới. Đây không phải là chuyện thường tình sao? Vì sao người ta chỉ làm một chuyện rất bình thường, rất đơn giản, các người lại chỉ trích thậm tệ như vậy? Cô ta không biết điều. Người đó tức giận nói. Thế là không biết điều ư? Lâm Minh lại cười nhạt. Vậy được, tôi nhắm tới mẹ anh, muốn mẹ anh kết hôn ngay với tôi. Nếu mẹ anh không đồng ý là mẹ anh không biết điều rồi. Hiện trường bùng nổ tiếng cười lớn, bọn họ đều không nhịn được mà cười. Mày! Người đó tức đến mức đỏ mặt tía tai, lửa hận ngút trời, chuẩn bị rút kiếm. Ngang ngược! Hai vị võ thần đại nhân ở đây, anh lại dám động võ, không xem võ thần đại nhân ra gì hay sao? Lâm Minh quát. Anh vừa nói xong, người đó sợ hãi vội vàng tra kiếm vào vỏ. Cầm Kiếm Nữ cũng bị Lâm Minh chọc cười, trong lòng càng cảm kích người này. Vào thời khắc quan trọng, người trong tộc chỉ trích cô ta hoàn toàn không ra tay giúp đỡ, nhưng người này lại dám ra mặt vì mình. Nói không cảm động thì là nói dối,
Nhưng Cầm Kiếm Nữ không hận người trong gia tộc của mình. Cô ta biết Cầm Họa Phiêu Bạc chỉ muốn bảo vệ thế gia Cầm Kiếm, không dám đắc tội với võ thần mà thôi. Nhóc thối, muốn dùng cái miệng của mình để làm điên đảo thị phi sao? Một kẻ vô danh lại ỷ vào miệng mồm để mắng chúng ta, to gan cực kỳ. Đúng vậy, nếu không phải hôm nay có hai vị võ thần ở đây, ta đã phanh thây mày ra rồi. Cái thứ gì vậy? Những người khác không vui, nhao nhao mắng chửi Lâm Minh. Xem ra tôi nói không sai, một đám định nọt hèn nhát chỉ dám mắng chửi tôi mà thôi. Thương Lan Thiên Tuyệt là con trai của võ thần, ngang nhiên hiếp đáp người khác, chuyện không thành lại đe dọa cô Cầm Kiếm. Hành vi ác ôn như vậy, các người coi như không thấy. Bây giờ tôi đứng ra nói vài câu công đạo cho cô Cầm Kiếm, các người lại diễu võ dương oai. Nói cho cùng, các người chỉ là cảm thấy tôi không quyền không thế, các người không định nọt hèn nhát thì là gì? Lâm Minh khinh thường cười nói. May, càng lúc càng nhiều người bị chọc giận, một vài người chỉ muốn băm vằm Lâm Minh ra làm nghiền mảnh. Bọn họ nhìn sang Thương Lan Thiên Tuyệt, dù sao lời nói vừa rồi của Lâm Minh coi như đã chửi cả Thương Lan Thiên Tuyệt. Chỉ cần Thương Lan Thiên Tuyệt gật đầu thì đồng nghĩa Thương Lan Võ Thần cũng ngầm đồng ý, bọn họ hoàn toàn có thể ra tay ngay bây giờ. Nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt lại không có vẻ buồn bực gì. Anh tên gì? Thương Lan Thiên Tuyệt nhìn Lâm Minh, bình thản hỏi. Hiện trường lập tức im ắng, mọi người lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Anh cũng xứng hỏi tên tôi sao? Lâm Minh nói. Trong mắt Thương Lan Thiên Tuyệt lóe lên sát cơ. Thú vị. Tôi thấy anh cũng muốn vào Long Cung đúng không? Nếu vậy, chúng ta hẹn gặp ở Long Cung. Hy vọng thực lực của anh cũng giống như tài ăn nói của anh vậy. Anh yên tâm, tôi muốn đánh bại anh, 10 chiêu là đủ. Lâm Minh lắc đầu, thản nhiên đáp. Ngông cuồng, đúng là ngang ngược mà. Trời ơi, đúng là kiêu căng ngang ngược, đúng là muốn chết. Lần này, ngay cả người của phủ Thương Lan cũng không ngồi yên được, ai cũng tức giận quát lên, sát khí đằng đằng muốn ra tay. Thái Thiên Võ Thần dừng mắt lên, nhìn người Lâm Minh. Quan sát kỹ càng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Láo xược! Lúc này, Thương Lan Võ Thần lạnh lùng quát lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng lại, không dám lỗ mãng. Thương Lan Võ Thần lạnh lùng nhìn Lâm Minh, nói. Ở trong mắt tôi, cậu còn chẳng bằng con chó, sao cậu dám khoác lác trước mặt tôi? Giống như con trai ông nói đấy, tôi chỉ nói thật mà thôi. Được lắm. Thương Lan Võ Thần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói. Thiên Tuyệt, đừng giết người này, đợi cậu ta vào Long Cung thì bắt sống về cho bố. Kẻ dám sỉ nhục Thương Lan, cho uống thuốc hết. Vâng, thưa bố. Thương Lan Thiên Tuyệt lập tức chắp tay trả lời. Thương Lan Võ Thần thật sự nổi giận rồi. Dù ông ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được. Toàn bộ nhiệt độ của Long Khẩu cũng đang giảm xuống kịch liệt. Không ít người run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn Thương Lan Võ Thần. Võ Thần tức giận, người người cúi đầu, nhưng Lâm Minh lại không quan tâm, coi như không thấy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cầm Kiếm Nữ cắn môi, cúi đầu nói. Nhưng anh làm vậy quả thật không đúng. Cầm Kiếm Nữ mạng như sâu kiến. Anh cần gì phải giải phay cho tôi? Tôi chỉ không thích Thương Lan Thiên Tuyệt kệ thế hiếp người, cô không cần lo lắng. Lâm Minh mỉm cười. Nhưng mà anh... Cầm Kiếm Nữ còn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời cạn từ. Chuyện đã xảy ra, cô ta cũng không muốn thay đổi làm gì. Xin hãy nhận của Cầm Kiếm Nữ một lạy. Cầm Kiếm Nữ chỉ có thể cúi người thật sâu trước Lâm Minh, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Không cần như vậy. Lâm Minh xua tay, Cầm Kiếm Nữ cười bi thảm, lại cúi người trước Thương Lan Thiên Tuyệt. Cô ta đỏ mắt, giọng run run. Cậu cả Thương Lan, tôi đồng ý cả. Cậu xin anh đừng giết người này. Ồ, sao đột nhiên lại chịu gả? Thương Lan Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, ánh mắt dao động lóe lên vẻ khinh thường. Tôi không muốn nghĩa sĩ như vậy phải vong mạng, Cầm Kiếm Nữ nói. Cô ta không quan tâm sự sống chết của bản thân, nhưng không thể chịu được người không sợ quyền thế như Lâm Minh ra mặt vì mình lại chết. Cô Cầm Kiếm, Lâm Minh nhíu mày. Thương Lan Thiên Tuyệt lạnh lùng lắc đầu. Bây giờ chịu gả thì muộn rồi. Tôi đã nói tôi không còn hứng thú với cô. Người này sỉ nhục bố tôi thì chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Còn cô, tôi cũng không định cưới làm cô làm vợ. Đợi dùng xong cơ thể của cô cũng sẽ chết dưới kiếm của tôi thôi. Cầm Kiếm Nữ sợ hãi, siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Lâm Minh nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt, quay người đi vào đám đông. Người đời nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, ai cũng trầu đầu ghé tai, bàn tán độ kiêu căng ngông cuồng, tự tìm đường chết của anh. Lời nghĩa khí nói ra thì sảng khoái, nhưng cái giá lại không thể lường được. Đúng là hai kẻ ngu xuẩn. Thương Lan Thiên Tuyệt lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt đứng đó, yên tĩnh đợi Long Cung mở ra. Đúng lúc này, hiện trường lại sôi sục.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Đến rồi, đến rồi. Thiên tài số 1 đến rồi. Trời ạ, à, là Diệp Viêm. Diệp Viêm trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Đây là thiên tài số 1 trong số những người kế vị võ thần. Câu nói đó vừa vang lên, vô số người kiễng mũi chân nhìn ra phía cửa. Có người còn chen ra phía đó, nhìn đám đông xôn xao, ngay cả Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần cũng không khỏi nhìn sang. Dù gì, danh tiếng của người này thực sự quá vang dội ở long mạch dưới lòng đất. Diệp Viêm! Lâm Minh quay người lại, mày kiếm nghiêm nghị. Một đoàn người đi vào long khẩu. Những người này đều mặc áo vàng hình rồng, trông oai phong khí phách, cực kỳ huynh hoang. Người đi đầu là chủ nhân của thiên thần đại điện trước kia. Diệp Viêm! Vẻ mặt hắn hờ hững, đẹp như thiên thần, khí tức thu vào, vô cùng tĩnh lặng. Nơi thắt lưng đeo trường kiếm màu vàng kim, uy thế chấn động trời đất, vô cùng siêu phàm, khiến người nhìn cảm thấy chói mắt. Hay thật, chỉ khí chất này đã hoàn toàn đè đầu Thương Lan Thiên Tuyệt. Nhưng Lâm Minh ngạc nhiên là bên cạnh Diệp Viêm còn có một người quen đi theo, đó là Á Minh Nguyệt. Hai người này lại đi chung với nhau. Á Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Diệp Viêm, ánh mắt thoáng có vẻ tán thưởng. Nghĩ cũng phải, Á Minh Nguyệt là người phụ nữ kiêu ngạo, người bình thường vốn không lọt vào mắt cô ta. Cũng chỉ có Diệp Viêm được người của long mạch dưới lòng đất thổi phồng là thiên tài số 1 trong số những người kế vị võ thần mới có thể được lòng cô ta. Nhưng Lâm Minh biết Diệp Viêm không phải người ham mê gái đẹp. Sợ dĩ hắn đồng ý đi cùng Á Minh Nguyệt, tất nhiên chỉ là vì ám thiên võ thần. Loại người này vì tu vi có thể không từ thủ đoạn. Lâm Minh nghiêm nghị, ánh mắt có vẻ trịnh trọng. Nếu Diệp Viêm trèo lên được thân cây to như ám thiên võ thần, được ông ta chỉ dẫn, với thiền phú là thực lực của Diệp Viêm chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Anh cần phải diệt trừ hậu hỏa này ở ngay trong Long Cung, nếu không thì không còn cơ hội nữa rồi. Á Minh Nguyệt bái kiến bác Thường Lan, bái kiến bác Thái Thiên. Á Minh Nguyệt dẫn người đi tới, cúi mình hành lễ. Hai người quan sát Á Minh Nguyệt một lượt, nhẹ nhàng gật đầu. Cháu càng ngày càng xinh đẹp nhỉ? Thường Lan võ thần tùy ý nói một câu, sau đó không nói gì thêm nữa. Thật ra, mục tiêu ban đầu của Thương Lan Thiên Tuyệt là Á Minh Nguyệt, nhưng Á Minh Nguyệt tâm cao khí ngạo, nhiều lần từ chối Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt không làm gì được cô ta, chỉ đành từ bỏ. Thương Lan Thiên Tuyệt liếc nhìn Á Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn sang Diệp Viêm, sâu trong đáy mắt dâng lên sát ý. Diệp Viêm dường như phát hiện ra sát quang của Thương Lan Thiên Tuyệt, hơi quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt. Hậu bối này chính là Diệp, gì đó ở đây danh tiếng nổi như cồn bắt sao? Thái Thiên võ thần nhìn về phía Diệp Viêm, nhàn nhạt lên tiếng. Vãn bối Diệp Viêm bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Viêm tùy ý chắp tay, giọng nói bình thản ung dung. Hai vị võ thần nhíu mày. Thú vị. Thái Thiên nhìn Diệp Viêm, sau đó nhìn về phía Á Minh Nguyệt. Ám thiên võ thần tìm được một đứa con rể tốt đấy. Á Minh Nguyệt đỏ mặt, nói. Bác Thái Thiên đừng nói linh tinh. Cháu và anh Diệp vẫn chưa xác định quan hệ. Nhưng nếu Minh Nguyệt tìm người yêu, đương nhiên cũng sẽ tìm người có năng lực, có thiên phú nhất trên thiên hạ. Lời này gần như đã nói rõ ý tứ của cô ta, nhưng Diệp Viêm bình tĩnh, không buồn, không vui, vẻ mặt không có gợn sóng. Á Minh Nguyệt nhìn Diệp Viêm, lông mày hơi nhíu lại, lúc này lại không có phản ứng gì. Chẳng phải là không nể mặt Á Minh Nguyệt hay sao? Cháu có ý chí này thì không tệ. Thái Thiên võ thần bình tĩnh gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Thương Lan võ thần lại nháy mắt ra hiệu cho Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt như hiểu ra điều gì, âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn hai người họ lạnh lùng rõ rệt. Gào! Đúng lúc đó, tiếng rồng kêu đột nhiên vang lên từ trong Long Cung, một cách đột ngột, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cửa Long Cung. Cánh cửa đồng khổng lồ chậm chậm mở ra, một tia sáng màu vàng tràn ra từ khe hở nơi cửa. Sau đó, cửa Long Cung mở rộng, bên trong ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, huyền diệu, thần kỳ. Long Cung mở ra rồi, Long Cung mở ra rồi, cuối cùng cũng mở ra rồi. Mau, mau, mau vào Long Cung, mau vào Long Cung nhanh lên. Hiện trường vừa rồi còn trật tự bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Tất cả những người đã báo danh tham dự Long Cung đều liều mạng xông pha vào trong cửa. Đồng thời, phù điêu thần long khổng lồ ở đối diện cửa Long Cung cũng sáng lên. Khiêu chiến Long Cung chính thức bắt đầu. Bọn họ tranh nhau vào trong, giống như một giây sau cửa Long Cung sẽ đóng lại vậy. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cảnh tượng dẫm đạp chen lấn liên tục xuất hiện. Minh chủ, mau vào trong, Tử Ngọc vội nói. Làm gì,
chẳng lẽ Gửi Long Cung sắp đóng lại? Lâm Minh tò mò hỏi. Cửa mở ra thì ít nhất phải 3 ngày mới đóng lại, cho nên cậu phải ra ngoài trong vòng 3 ngày. Nếu vậy thì vội gì? Minh chủ, anh không biết, Long Cung là một thành cơ quan rất lớn. Mỗi đợt Long Cung mở ra, cơ quan vận hành sẽ đưa ra rất nhiều bảo bối, cho nên người vào Long Cung trước sẽ có được bảo bối trước. Ngự Bích Hồng giải thích. Hóa ra là vậy. Nếu không thì vì sao người đều tham dự Long Cung? Không phải vì bảo bối trong đó khắp nơi đều có thể nhặt được hay sao? Tưởng Ngọc trợn to mắt nói. Lâm Minh gật đầu nhưng không để tâm lắm. Bảo bối mà những người đó quan tâm anh chưa chắc đã coi trọng. Huống hồ Á Minh Nguyệt, Thương Lan Thiên Tuyệt đều chưa vào trong đó. Đặc biệt là Diệp Viêm. Hắn đứng lặng lẽ ở phía xa, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Các người không vào sao? Thương Lan Thiên Tuyệt lạnh nhạt nhìn Diệp Viêm và Á Minh Nguyệt, lên tiếng. Trong đó người hỗn tạp quá nhiều, đợi chút đi. Diệp Viêm nói. Sợ mấy người hỗn tạp, vậy tôi vào trong đó đợi các người. Thương Lan Thiên Tuyệt khinh thường nói, sau đó lại nhìn Kiểm Kiếm Nữ và Lâm Minh, quay người xông vào Long Cung. Nếu khắp nơi toàn là bảo bối, người bên trong chắc chắn sẽ ra tay đánh nhau. Vào trong muộn một chút cũng có thể tránh được không ít đao kiếm. Điều này Diệp Viêm hiểu rất rõ, không hẹn mà có chung suy nghĩ với Lâm Minh. Anh bạn, đợi lát nữa anh đi cùng tôi vào đó, dễ chiếu cố lẫn nhau. Thương Lan Thiên Tuyệt sẽ không tha cho anh đâu. Cầm Kiếm Nữ đi đến chắp tay nói. Cũng được, Lâm Minh gật đầu. Anh không sợ Thương Lan Thiên Tuyệt, nhưng vẫn phải để mắt đến Cầm Kiếm Nữ một chút, dù gì cũng là quen biết. Bọn họ đợi một lúc, Thương Lan Phúc ở bên đó đi vào trước. Anh ta nhìn Lâm Minh, khẽ gật đầu, sau đó đi vào Long Cung. Tập 866 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.